Hello anh chị em, trước mắt anh chị em có thể coi là một chiến thần phá giá, chiến thần trong phân khúc, chiến thần đánh đuổi Innova, chiến thần của các loại xe dịch vụ. Vâng, tên của nó là Xpander anh em nhé. Trong nội dung của video ngày thì Nghĩa sẽ sâu cho anh em về cái dòng xe Xpander. Cụ thể nó có bao nhiêu phiên bản, giá bán vào thời điểm cuối tháng 7 này như thế nào và đây có thể phải là một thời điểm hợp lý để anh em sắm xe hay không? Thì mời anh em chúng ta hãy cùng xem hết video nhé. Đầu tiên để nói về chiếc Xpander này, đây có thể coi là sự thành công lớn nhất của Mitsubishi trong khoảng tầm 4-5 năm trở lại đây. Và cũng không quá khi nói rằng nếu không có Xpander thì có lẽ Mitsubishi chỉ là một cái tên ở thị trường Việt Nam nữa thôi anh em ạ. Phải nói là nó khôi phục toàn bộ lại vị thế của Xpander, thị phần của Xpander, thị phần của Mitsubishi tại Việt Nam anh em ạ. Quá là tuyệt vời. Nói một cách ngắn gọn ấy thì cái phân khúc của chiếc Xpander này ngày xưa nó gần như không có các đối thủ nào cả. Nó là một phân khúc bỏ trống anh chị em nhé. Trước đây nếu mà nghĩ đến những mẫu xe 7 chỗ ấy, vừa chạy gia đình này vừa chạy dịch vụ này, tầm giá loanh quanh khoảng 7-800, 8-900 thì chỉ có duy nhất chiếc Innova thôi, đúng không ạ? Nhưng sau này khi mà Xpander ra mắt thì sao ạ? Nó thay đổi hoàn toàn cái cuộc chơi luôn. Đầu tiên cũng 7 chỗ, cũng rộng rãi như vậy, nhưng nó phải đánh đổi một số thứ. Ví dụ như là cái động cơ của nó sẽ nhỏ hơn này, dẫn động cầu trước chứ không phải dẫn động cầu sau nữa, và có thể coi nó là một chiếc MPV giá rẻ. Nhưng nó rẻ thật sự anh em ạ, loanh quanh 6 lít đã có một chiếc xe 7 chỗ rồi, chạy gia đình các thứ, chạy dịch vụ. Và ngày xưa thì Nghĩa có một câu nói đùa đấy là cứ 3 chiếc Xpander thì mới mua được 2 chiếc Innova, để mọi người hiểu được là giá cả của Xpander nó đánh vào phân khúc như thế nào. Và đấy là lý do mà nó thành công, đơn giản vậy thôi. Sau này khi mà Xpander đã có chỗ đứng rồi thì bắt đầu họ phân thêm một số các phiên bản cho nó cao cấp hơn một chút, mà điển hình gần đây nhất là phiên bản Xpander Cross, chắc cả nhà cũng nắm được rồi đúng không ạ? Về cơ bản Xpander tại trường Việt Nam ấy sẽ phân phối với 4 bản anh em nhé. Xpander số sàn này, Xpander AT Eco, bản có thể coi là bản tiết kiệm, Xpander Premium và Xpander Cross dành cho những anh em mà thích cái bộ body kit nhìn kiểu dáng màu sắc nó hơi lạ một chút. Thế thôi, 4 phân khúc nó trải dài hết tất cả và cứ đánh ở đâu là nó thắng ở đó. Tùy vào nhu cầu sử dụng của anh em, tùy vào tầm tiền, chúng ta lựa chọn chiếc xe cho nó phù hợp nhé. Bây giờ thì Nghĩa sẽ đi chi tiết lần lượt từng phiên bản. Đầu tiên là phiên bản rẻ nhất Xpander MT số sàn. Đây là phiên bản duy nhất được lắp ráp tại Việt Nam nha anh em. Với phiên bản này thì cơ bản nó là phiên bản tiêu chuẩn. Thế nên là anh em đừng thắc mắc khi mà nó không có đèn gầm này, rồi đèn của nó chỉ là halogen này, rồi điều hòa chỉnh cơ, rồi ghế nỉ các kiểu. Nhưng mà may ấy là nó vẫn có cái màn hình cảm ứng 7 inch, nhưng mà rất tiếc ấy là cũng không có camera lùi, không có cảm biến lùi và cũng không có luôn cả start stop khởi động thông minh. Đấy là những gì mà tóm ngắn gọn nhất về chiếc xe này anh em nhé. Nhưng mà giá thì nó lại cực kỳ ngon anh em ạ. Chiếc Xpander MT số sàn này có mức giá niêm yết là 560 triệu và tùy từng thời điểm, nhưng ở thời điểm này thì anh em sẽ được giảm 35 triệu nhé, tức là thanh toán thực tế có 525 triệu thôi. Nếu lăn bánh ở Hà Nội thì nó chỉ có 617 triệu, tại Sài Gòn là 606, tại cái tỉnh này thuế 12% sẽ là 597 và tại thuế 10% sẽ là 586 triệu. Đối với phiên bản Xpander số sàn này thì anh em sẽ được vay trả góp tối đa là 420 triệu, tương đương với 80% giá trị xe anh em nhé. Chuẩn bị trước giúp Nghĩa khoảng tầm từ 166 đến 197 triệu tùy khu vực mình đang ở. Hàng tháng số tiền cả gốc cả lãi rơi vào khoảng tầm 7,5 triệu đồng và nó sẽ giảm dần theo cái dư nợ gốc. Cái phiên bản tiếp theo là phiên bản Xpander AT Eco. Đây có thể coi là một phiên bản mà dành riêng cho những anh em nào không thích chạy số sàn. Còn cơ bản thì nó gần như giống hệt cái phiên bản số sàn về trang bị anh em nhé. Vẫn là cái bộ mâm 16 inch thôi. Đấy, vẫn là đèn halogen, nhưng đối với phiên bản này thì nó đã được nâng cấp chút ít so với phiên bản số sàn rồi. Thứ nhất là anh em sẽ được bổ sung thêm cái đèn sương mù phía trước này, may quá đỡ mất tiền độ. Thứ hai này là mình sẽ được bổ sung thêm cái nút start stop khởi động thông minh. Thứ ba là cái camera lùi anh em nhé. Còn lại những tính năng an toàn cơ bản thì trên mẫu xe này, phiên bản này nó cũng giống hệt như trên cái phiên bản số sàn thôi anh em ạ, không có gì khác biệt. Phiên bản này có thể coi là dành cho những anh em nào mà không thích chạy số sàn. Đấy, còn lại là giá cả của nó cũng rất là hợp lý luôn anh em nhé. Đối với phiên bản Xpander Eco này thì sẽ có mức giá niêm yết là 598 triệu. Và ở thời điểm hiện tại thì em sẽ được giảm 44 triệu, tức là thanh toán thực tế có 554 triệu thôi. Lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 651 triệu. Tại Sài Gòn 639, tại cái tỉnh thành thuế 12% sẽ là 631 và tại thuế 10% sẽ là 619 triệu. Đối với chiếc Xpander Eco AT này, anh em sẽ được vay tối đa là 443 triệu, tức là tương đương với 80% giá trị xe trong vòng 8 năm.
chuẩn bị trước giúp Nghĩa khoảng tầm từ 176 cho đến 208 triệu tùy khu vực mình đang ở. Và hàng tháng thì trả cả gốc cả lãi rơi vào khoảng tầm 7,9 triệu đồng. Gốc sẽ cố định là 4,6 triệu, còn lãi sẽ giảm dần theo dư nợ gốc. Phiên bản thứ 3 cũng là cái phiên bản mà bán rất là chạy anh em ạ. Đây chính là chiếc Xpander Premium AT. Đối với chiếc xe Xpander Premium AT này thì về option nó nâng cấp rất tuyệt vời rồi anh em ạ. Về trang bị thì nó cơ bản như giống chiếc Xpander Cross anh em nhé. Và so với phiên bản AT Eco thì nó nâng cấp rất nhiều. Chúng ta có thể kể tới một số thứ như sau. Thứ nhất, bộ la răng của nó là la răng 17 inch rồi, rất là đẹp, phay cắt các kiểu. Đèn sẽ là đèn LED projector chứ không phải là cái dạng halogen nữa. Tiếp theo nữa này, đèn sương mù phía trước là cũng được trang bị hết rồi. Nội thất bên trong nhá thì anh em có rất nhiều thứ hay ho. Thứ nhất là ghế bọc da hoàn toàn rồi, có hệ thống điều khiển hành trình cruise control này, điều hòa nhiệt độ sẽ là kiểu điều chỉnh kỹ thuật số rồi, tông màu sẽ là đen nâu anh em nhá, và sẽ có một cái màn hình 9 inch rất là lớn, nó khá hẳn so với cái màn hình 7 inch thông thường. Đồng thời về tiện nghi ấy, thì mình còn có thêm rất nhiều thứ, ví dụ như là K360 này. Còn về an toàn nhá thì chúng ta có túi khí đôi này, rồi chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, khởi động nút bấm start-stop đầy đủ hết luôn anh em, không thiếu cái gì nhá, cảm biến lùi đầy đủ hết. Và với chiếc Xpander AT Premium này, với cái thông số như vậy thì anh em biết là giá thành của nó sẽ khác biệt một chút. Chiếc xe này thì đang được niêm yết mức giá là 658 triệu và anh em sẽ được giảm tới 49 triệu trừ thẳng vào giá bán. Mình chỉ còn thanh toán thực tế là có 609 triệu thôi. Và nếu lăn bánh tại Hà Nội thì sẽ là 713 triệu, tại Sài Gòn là 700 tròn. Tại cái tỷ lệ thuế 12% sẽ là 693 và tại thuế 10% sẽ là 680 triệu. Đối với chiếc Xpander Premium này thì anh em sẽ được vay tối đa là 487 triệu, tức là tương đương với 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa sẽ là 8 năm. Anh em chuẩn bị trước giúp Nghĩa khoảng tầm từ 193 cho đến 226 triệu. Hàng tháng cả gốc cả lãi nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8,7 triệu đồng. Trong đó gốc cố định là 5,1 triệu, còn lãi thì sẽ giảm dần theo dư nợ gốc. Phiên bản cuối cùng cũng là phiên bản thay đổi hoàn toàn về cái thiết kế ngoại thất luôn anh em nhé. Đây chính là chiếc Xpander Cross AT. Với phiên bản này thì rõ ràng là sẽ nhấn mạnh vào cái tính cá nhân hóa của anh em nhiều hơn. Ngay từ cái việc lựa chọn màu sắc nó đã cũng đã khác rồi. Anh em sẽ có thêm cái màu cam ở trên phiên bản này. Duy nhất phiên bản này có màu cam thôi anh em nhé. Và với chiếc Xpander Cross này thì trang bị nó sẽ tương đồng như Xpander AT Premium, nhưng nó sẽ khác ở một số các điểm thôi. Thứ nhất là cái đèn sương mù phía trước của nó sẽ là dạng đèn LED. Và xung quanh xe thì nó có một cái bộ body kit được sơn cái màu đen nhám, nhìn nó khỏe khoắn trẻ trung hơn rất là nhiều. Đồng thời nội thất bên trong thì nó có hai điểm khác biệt. Một, cái tông màu của nó không phải là tông màu đen nâu nữa, mà nó là cái màu xanh, nó hơi ngả xanh một chút anh em nhé. Và đặc biệt là cái phần vô lăng nó sẽ giống hệt như trên hai mẫu xe đàn anh, đấy là chiếc Pajero Sport. Nó không còn cái kiểu vô lăng đơn thuần như chiếc Xpander nữa, mà rõ ràng cầm cái vô lăng này thì nó sướng hơn trước rất nhiều anh em ạ. Còn về mức giá của Xpander Cross thì nó cũng nhỉnh hơn so với Xpander Premium tương đối nhiều. Mức giá niêm yết của Xpander Cross là 698 triệu và ở thời điểm này thì anh em sẽ được giảm 54 triệu vào giá bán. Giá bán thực tế chỉ còn có 644 triệu thôi, và nếu lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 753 triệu, tại Sài Gòn là 739, tại các tỉnh thành thuế 12% sẽ là 733 và tại thuế 10% sẽ là 719 triệu. Đối với chiếc Xpander Cross này, anh em có thể vay tối đa lên tới 515 triệu nhé, tức là chuẩn bị trước giúp Nghĩa khoảng tầm từ 204 cho đến 238 triệu thôi. Và cái số tiền trả hàng tháng thì nó dao động khoảng tầm 9,2 triệu, trong đó gốc cố định là 5,4 triệu, còn lãi thì nó sẽ giảm dần theo dư nợ gốc. Trên đây thì mình vừa show cho anh em tất tần tật về 4 phiên bản của Mitsubishi Xpander và cái thời điểm giá mà mình cập nhật đang là phần tuần cuối cùng của tháng 7 anh em nhé. Ở thời điểm này là một thời điểm mà mình nghĩ là nó không có nhiều dao động so với tháng 8, bởi vì bản chất của Xpander là những chiếc xe nhập khẩu, nó sẽ không bị ảnh hưởng quá về thuế. Nên ở thời điểm này nếu cảm thấy anh em cần xe, thích thì chúng ta xuống tiền mua thôi. Nó sẽ không dao động nhiều so với tháng 8 anh em nhé. Nếu anh em quan tâm về chiếc Xpander này thì có thể liên hệ trực tiếp với hotline mình đã đính kèm trên video. Cảm ơn anh chị em rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị em ở trong những video tiếp theo.